Động thái mới của Vương Phạm sau khi bị khoa Phớp thẳng tay xóa tên ra khỏi status. Không phải là nhân vật chính trong drama tình bạn 34 tỷ của Khoa Pháp và Đa Đặng, Vương Phạm vẫn được chú ý không kém với vai trò người làm chứng. Sau cùng, triệu phú đô la đã chọn đứng về phía Khoa Phớp lên sóng một video tâm sự mỏng, ơn nghĩa mà hot youtuber làm cho mình, hiện tình anh em bề bến ấy thế mà mới đây cả hai lại vướng nghi vấn rằng nó phi hành động thẳng tay xóa tên vương phạm ra khỏi status của khoa vấp trong khi netizen còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra vương phạm đã có động thái xóa tan tin đồn toan bằng một tấm ảnh không thể nào tình cảm hơn với khoa Phớp. dễ thấy đây là lần hiếm hoi vương phạm cho lên sóng ảnh ọp với khoa Phớp. trong ảnh hai đại gia đội nón play nai nice rừng tắm loài động vật đặc trưng của Alaska với vẻ mặt vui vẻ. Xong, có vẻ triệu phú đô la đã có chút nhầm lẫn khi gọi tên Nai 8 trong caption, Gấu này to quá. Trước đó, Khoa Phúc cũng đã lên sóng vlog đưa em đi tiêu tiền tại Alaska cùng Phương Phạm. hé lộ thời gian quay vlog thực sự khiến nhiều người chú ý. Tiệm kim cương của Duy Lặng về lại 4,1 sao như chưa từng xảy ra lầm sầm với Khoa Phúc. Sau chủ lầm xầm trên mạng xã hội với khoa pháp Vương Phạm Dô Đặng bị dân mạng tấn công trên mọi nền tảng từ Facebook, Youtube, Instagram, thậm chí cửa hàng kim hoàng của Dô Đặng cũng liên tục bị đánh giá thấp trên Google. Đỉnh điểm ngày 3 tháng 12, cửa hàng này nhận hơn 30.000 lượt đánh giá một sao rất điểm thê thảm khi chỉ còn 1,2 sao. Tuy nhiên, tới ngày 7 tháng 12, dân tình bất ngờ phát hiện hàng chục nghìn lượt rác một sao đã biến mất những bình luận tiêu cực bay màu sạch sẽ. Bình luận đánh giá mới nhất xuất hiện trên trang hiện tại là từ vài tháng trước và cũng đều là tích cực, ngợi khen. Hiện cửa hàng đã quay về với mức 4,1 sao như chưa hề có vụ ồn ào trước đó. Ngoài ra, một số cụm tin ấy phát hiện hình ảnh cập nhật trên trang web cũng đã bị thay đổi. Từ hình ảnh đại diện là Jordan đã thay thế bằng hình ảnh bên ngoài của cửa hàng Jordan Co. Và các sản phẩm kim cương kèm theo. Những sự thay đổi bất ngờ này, số đông không khỏi thắc mắc, đồn đoán, hiện vẫn chưa có đáp án cho câu hỏi này. Thế nhưng, việc chỉ trong vài ngày nhận hàng chục lực đánh giá một sao sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc làm ăn của dư đảng bên Mỹ. Việc ra tay thanh trần rất tiêu cực để ổn định buôn bán cũng là một điều dễ hiểu. Trong khi đó, nhiều thông tin cho rằng chuyển dư đa vào khoa pháp cạnh mặt chỉ là màn kịch để lô gà và trối bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên, đến nay, giả thuyết này vẫn chưa có sức thuyết phục.